gà chọc kè, còn nguyên cái ổ cái tay này luôn á. Rồi chào Giảng ơi. Rồi dạ em xin kính chào cô chú anh chị trên kênh Bonsai Cần Thơ ha. Hôm nay thêm về cái lô phô mai anh chị. Phô mai vàng giá rẻ hả anh chị? Thì kính mong chí cô chú anh chị ủng hộ ha, số điện thoại 8 là 0917359719. Đó là số Zalo luôn. Rồi hôm nay là giá hữu nghị nha anh chị. Rồi ok. Rồi bắt đầu cây số 1. Này là phôi phôi mai bonsai hả anh chị? Bonsai luôn. Cây này đang lên xù nha anh chị ơi. Chị xem ha. Nè. Cây nó xù rồi ha anh chị. Đây. Đó, sẵn xù rồi ha. Khá nhiều ha bà con. Rồi đều đều nhẹ ta luôn. Ok. Cây này nó có cái tử đây hả anh chị? Nè. Đế nơm hả anh chị? Cây tử đế nơm luôn. Ok, cây hàng cây. Rồi, thông số của em. Hoành là 17. Rồi, 17. Cao là 40. Ok. Này nơm cao là 19 nha anh chị. Rồi mã số 1 xin giao lưu giá là 600. 600 bà con ơi. Bao ship nha anh chị. Mã số 2. Số 2. Rồi, cây dáng trực lắc cho anh chị. Đó. Cây này đang kéo nhựa mạnh không chị? Mã số 2. Số 2. Phí ship miễn nha bà con. Miễn phí ship 19 quanh. Rồi. Cao là 73. Rồi mã số 2 em xin giao lưu giá là 400. Rồi 400. Lên luôn. Rồi mã số 3. Số 3 luôn bà. Rồi tiếp tục lại là trực lắc luôn anh chị ơi. Đó. Cá cao ha. Ờ cái này form cao hả anh chị? Cái này đâm tược hả anh chị? Cái này sống khỏe. Rồi. Đó. Hoành là 22. Rồi. Cao là 1m2, 1m02. Rồi mã số 3 em xin giao lưu giá là 400. 400 luôn bà con ơi. Hữu nghị luôn chị ơi. Rồi mã số 4. Rồi dáng trực lắc củ đế nở tay cành có nha anh chị. Rồi cây này khá đẹp nha anh chị ơi. Tay cành có sẵn cho anh chị. Cây này dạ cây lên xuống núi cho anh chị. Rồi. Hoành là 24. 24. Chiều cao. Cao là 101. Rồi. Rồi mã số 4 xin giao lưu giá là 600. 600 mà con ơi. Mã số 5. Số 5. Rồi mã số 5 là cây trực lắc luôn anh chị ơi. Đó. Dán hơi siêu hả anh chị? Siêu. Dán hơi siêu ha. Đế quái nha anh chị. Cây nhỏ mà đế là quái ha. Hoành là 15. Rồi. Cao là 52. Rồi mã số 5 em xin giao lưu với giá là 350.000. Rồi 350. Tiếp theo. Mã số 6. Nước không. Rồi mã số 6 là cây trực lắc anh chị ơi. Rồi trực lắc luôn. Rồi cây trực lắc. Cây này lùng lực tàn đa hả anh chị? Cây này mình chơi tàn dù là nhanh lắm ha. Mau lập tàn. Hoành là 20. Rồi. Chiều cao là 44. Rồi mã số 6 em xin giao lưu giá là 350 luôn. Rồi 350 luôn bà con ơi. Rồi mã số 7. Số 7 luôn. Rồi cây này cây dáng siêu hả anh chị? Cây này đâm tượng tùm lum cho anh chị ơi. Bà thấy đế dễ khó nha bà con. Ra tượng chưa hả anh chị? Rồi. Hoành là 18. Rồi 18. Cao là 49. Rồi mã số 7 em xin giao lưu với giá là 350 luôn. Ủa số 7 đó hả? Đúng rồi. Rồi mã số 8. Tiếp theo luôn bà con ơi, số 8. Rồi mã số 8 là cây dáng siêu anh chị, đế bỏ điều anh chị ơi. Cây này nó ra tược hả anh chị? Này nè anh chị xem ha, tược nó uống luôn rồi ha. Đây. Đó. Còn do anh chị, đây nè. Khỏe nha bà con. Cây này anh chị ok ha, bao sống luôn anh chị ơi. Này về là mình vô chậu được rồi đó. Hoành là 24. Rồi. Chiều cao là 46. Rồi cây này đế điều anh chị. Điều chưa luôn ha. Điều luôn. Rồi mã số 8 này xin giao lưu giá là 500. Rồi 500 ship tới nhà. Rồi mã số 9. Số 9 bà con ơi. Rồi mã số 9 là dán trực lắc đế nôm luôn anh chị ơi. Đó. Hàng này hàng cũng là đâm tử chưa anh chị ơi? Có ha. Anh chị xem đâm tử chưa ha. Đâm tược xanh đó chưa nè. Hoành là 15. Rồi. Cao là 50. Okay. Rồi mã số 9 em xin giao lưu là 350 luôn. Rồi 350 luôn. Mã số 10. Rồi cây này cây xù nha anh chị. Số 10 có xù. À cây xù anh chị. Xù chảy nha đây anh chị xem tài xù đây, ha. Tài đây. À, à, mấy cục này chảy xù nha anh chị. Tay cành có luôn hả anh chị ơi. Đế đẹp luôn. Hoành là 18. Rồi. Cao là 72. Rồi mã số 10 giá 400. 400. Mã số 11. Rồi tiếp theo 11. Rồi là cây dáng bay. Bay. À. Cây dán bay đế xù nha anh chị. Đây. À, xù ha. Tài chị ha. Ở đây cây đâm tược xanh chanh luôn hả anh chị? Rồi. Kéo nhựa rất là mạnh ha. Nhẹ tay luôn. Ờ. À.
Cây khá đẹp anh chị, cây này xù nha. Rồi, đo em luôn. Hoành là 25. Rồi. Chiều dài dáng bay là 63. Rồi, mã số 11 em xin giao lưu với giá là 500 ngàn. Rồi, 500. Mã số 12. Rồi, mã số 12 là cây mai tay cành có anh chị, form cao ha. Củ đế lớn luôn. Đây. Hoành là 23. Rồi. Chiều cao là 1m6. Ok. Rồi mã số 12 em xin giao lưu giá là 600. 600 rồi, đổi luôn. Mã số 13. Đây là 13. 13 là cây dáng trực có tay cành hả anh chị? Củ đế nở. Đó. Tất cả các lô này là cây ok lắm anh chị ơi. Cây tất cả là cây vườn dòng vườn hết ha. Miễn phí hết. Miễn phí ship. Hoành là 26. Rồi, 26. Cao là 83. Ok. Rồi, mã số 13 em xin giao lưu là 450 ngàn. Rồi, 450. Mã số 14. Đây là 14 luôn. Rồi, mã số 14. Cây dáng siêu hả anh chị? Siêu luôn. Siêu lắc. Cây kéo nhựa mạnh hả anh chị? Bít mặt nhựa vậy ha. Cây này về phá bầu mình trồng được ha. Hoành là 19. Rồi. Cao là 69. Mã số 14 giá là 350. Rồi, 350. Rồi, mã số 15. Rồi, 15 là cây dáng trực lắc củ đế nở hả anh chị? Cây này đâm được sống khỏe ha. Rồi. Xanh đó hả anh chị? Cây này về mình phá bầu mình trồng được luôn rồi ha. Hoành là 18. Rồi, 18. Cao 40. Rồi. Rồi, mã số 15 giá là 350 ngàn luôn. Rồi, 350 mà con ơi. Mã số 16. Có đổi gì không? Cái kia hát đi. Cái kia cặp đi, 4 cái xương lên kìa. 4 cái xương lên cho cặp đi. Rồi lên này đi, lên này đi. Ờ, 16 đi. Rồi, 16 bà con ơi. Ok. 166 hả? Này đụng kiếm đá luôn rồi. Mã số 16. Em này là 16. Rồi. Cây dáng trực lắc hơn chị, củ đế nở ha. Hoành là 17. Rồi. Cao là 74. Rồi, 74. Rồi, mã số 16 em xin giao lưu giá là 450. Rồi, 450. Mã số 17. Rồi, tiếp theo 17. Rồi, 17 là cây này đế quái nha anh chị. Rồi. Rồi. Cây này đế rất đẹp hả anh chị? Chị xem bộ đế này ha. Bộ đế khỏi chê chỗ nào ha. Đó. Bộ đế cực kỳ đẹp hả anh chị? Củ đế, củ đế nè. Rồi mã số 17 hoành là 19. Rồi. Cao là 62. Rồi. Rồi 17 giá 500 ngàn anh chị ơi. 500 bà con ơi. Mã số 18. Rồi 18 là cây dáng thú nha anh chị. Cây này đế có trứng, sù trứng anh chị. Đây. Ha, giờ xem ha, này sụt trứng ha. À, cây dáng thú, cây nam tược nè. Đó, tược mạnh ha. À, cây này sống khỏe, cây tược u nu à. Hoành là 19. Rồi. Cao là 56. Rồi mã số 18 giá là 400 ngàn. Rồi 400. Rồi. Mã số 19. Cái là 19. Rồi 19 hả anh chị? Cây này lùng lực hả anh chị? Cây này ở dưới đế nó nổ xù hả anh chị? Đây, đây, ha. À, đặc biệt là cây nó nằm tự cho anh chị xem ha. Cây này mấy cái này về cũng chị mình phá bầu ra mình vô, vô chậu được rồi ha. Hoành là 20. Rồi. Cao là 39. Rồi mã số 19 em xin giao lưu giá 400. Rồi 400 bà con ơi. Rồi mã số 20. Tiếp theo là 20. 20 là cây trực lắc hả anh chị? 20. Cây trực lắc. Củ đế nở luôn ha. Hoành là 18. Rồi chỗ này 18. Chiều cao là 48. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu với giá là 400 ngàn. Rồi 400. Mã số 21. Rồi 21. Rồi 21. Rồi cây này cây đế nôm, đế hình thú hả anh chị? Rồi hình thú luôn. Có gõ nét 4 chân luôn ha. Đây, đây, đây.
Hoành là 14. Rồi. Cao là 56. Okay. Mã số 21 giá là 350.000. Rồi, ship tới nhà. Ba ship tới nhà luôn. 22. Rồi 22 là cây đế bài luôn hả chị? Cây bài trực lắc ha. Ờ, cây khá đẹp nha anh chị. Hoành là 16. Rồi, 16. Cao là 52. Okay. Rồi mã số 22 năm sinh giao lưu giá 300. 300. Rồi mã số 23, cặp. 23. Cặp. Đó. Cặp 23. 23 nha bà con. Cặp 23 hả anh chị? Cây này tựa tựa nha hả anh chị? Ờ, dáng siêu 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 hả anh chị? Khá đẹp ha. Rất là hữu nghị bà con ơi. Hoành là 15. Rồi 15. Cao là 42. Rồi. Hoành là 16. Ok. Cao là 44. Rồi cặp số 23 này em xin giao lưu giá là 500. Rồi 500 ship tới nhà. Cặp số 24. 24. Rồi cặp 24 chị ơi. Rồi. Cả phí ship miễn nha bà con ơi. Miễn ship. Rồi thông số em luôn. Hoành là 14. Rồi. Cao là 37. Rồi cặp 24 này em xin giao lưu giá là 400. Rồi 400 lên luôn anh ơi. Rồi cặp số 25. Rồi 25. Cặp số 25. Rồi. Cây dáng siêu, cây dáng trực lắc hả anh chị? Rất là hữu nghị dễ chơi. Này cây là đế hình, đế thú nè. Đủ chân nè. Chút có tài ha. Ừ. Rồi cặp số 25. 25. Hoành là 17. Rồi. Cao là 46. Rồi cặp 25 này em xin giao lưu với giá là 500. Rồi 500 ship tới nhà. Cặp số 26. Là 26. Rồi, một cây dáng trực, một cây dáng siêu hả anh chị? Có giọng chữ C ha, trực lắc giọng chữ C luôn. Mã số 26, bán cặp nha anh chị ơi. Rồi, 26. Hoành là 16. Rồi. Cao là 82. Rồi, rồi cặp số 26 này mình xin giao lưu giá là 500. Rồi, 500. Rồi, mã số 27. Ba cây luôn hả anh chị? Còn cây lẻ chơi luôn. Rồi, mã số 27. 3 cây. Rồi, tiếp theo rồi. Số mấy đây, cặp số mấy đây? 3 cây số 27. 27 bà con ơi. 3 cây luôn ha. 3 cây. Hoành là 15. Rồi. Cao là 50. Okay. Rồi cặp số lô 27 này em xin giao lưu giá là 500 ngàn. Rồi 500. 3 cây. Ship tới nhà. 3 ship tới nhà luôn. Rồi. Rồi thế mã số là số điện thoại 8090739759 anh chị ơi. Rồi 719 luôn. Tiếp tục là mã số 28. Rồi 28 là cái cây thành phẩm anh chị. Quá nha. Đó. Cái này là hàng, này là hàng chơi Tết luôn nha anh chị ơi. Chơi Tết luôn ha. Chơi Tết được luôn. Đó, cây là cây xù nha anh chị. Xù. Đây, xù đây anh chị ơi. Này anh chị xem ha. Xù 100% luôn nha. Toàn thân luôn. Toàn thân luôn, xù hết luôn nha anh chị. Xù tới đế luôn nha. Rồi, mấy chục trăm. Chị xem nè, 100% luôn, từ trên đọt xuống tới luôn nè, xem nè. Tại vì mấy này quấn nó dính mấy dây không thấy ha nè. Chị xem ha, xù nè. Đây, xù ha anh chị. Vậy là vô dây sẵn cho. Xù 100% luôn rồi, vô dây thành phẩm rồi đó. À. Mã số 28. 28. Rồi, ok. Ơi. Rồi, đó luôn. Hoành là 34 nha anh chị. Rồi, ok. Chiều cao là 55. Rồi. Tàn rộng là 110. Ok luôn. Rồi, mã số 28 em xin giao lưu giá là 5 triệu. Rồi, 5 triệu phí ship sao ạ? À? Bao ship nha anh chị ơi. Rồi, bao luôn. Tặng chậu luôn. Rồi, tặng. Rồi, lên luôn bà con. Mã số 29. Lên. Rồi. Mã số 29 là cây đế nôm. Đế nôm nha. Đây, cây xù nha anh chị. Anh chị xem nước xù nữa ha. Nguyên cục này xù chảy hả anh chị? Xù chảy nha, tại lên ăn lên xù chảy nè. Cái này nó như bàn tay hả anh chị nè, 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, đầy ngón nữa ha. 5 món ha anh chị. À, đế, bộ đế, đế, đế nôm khỏi chê luôn anh chị ơi. Nè nôm nè. À, nó sổ xuống không ha? Đặt cứng luôn hả anh chị? Rồi lắc nhẹ luôn, lắc luôn. À,
Cây này không có chống chỗ nào hả anh chị? Cây này trồng trong bồn hả anh chị? Khá là ok. Trồng trong bồn từ nhỏ ha, cho nên là cái bộ đế đi xuống không hả anh chị? Khá đẹp ha. Rồi, thông số của em luôn. Hoành là 25. Rồi. Chiều cao là 70. Cái nồi đế này là 116 ha. 116, rồi. Này là nôm cao là 38 nha anh chị. Ngay chân chỗ bệ xù này là 33. Rồi. Cái này nó giót đọt em coi. Hoành 25. Nó giót đọt có 13 ha anh chị. Rồi, 13. Mã số 29 em xin giao lưu giá là 5 triệu ha. Rồi, 5 triệu phí ship, bao á. Bao ship. Mã số 30. Ăn đi, no rồi đó. Mã số 30. Rồi, là nguyên con thú nha anh chị. Đó, chị xem ha. Cái này thành phẩm nha anh chị, bông đẹp nha anh chị ơi. Bông đẹp nha, bông 7 cánh 9 cánh nha anh chị. Đây chị xem xù ha. Chị xem này ha, nè xù nè. Đó. Đây xù trứng ha anh chị. Nguyên cái trứng tròn vo luôn anh chị xem ha. Đây. Đó, nguyên trứng tròn vo luôn ha. Đó, bên đây thì xù nhiều ha anh chị. Bên đây xù chảy nhiều ha. Nè. Đặc biệt là cái đít ha anh chị. Nè đít nè, ở đít nè khá đẹp ha anh chị. Cái này là một cái chị mình về mình chơi Tết được luôn ha. Chơi Tết luôn. Chơi Tết được luôn. Cây khá đẹp nha anh chị. Cây này là tàn chi ok luôn anh chị ơi. Chi cành ok luôn, không chống chỗ nào ha. Chị nhìn dàn xương ở trên nè. Ha. Dàn xương đều gan luôn hả anh chị. Đó. Tay cành đều chân luôn. Không có mượn chi nào hết chân hả anh chị. Không có thiếu chi nào mà mượn đâu. Đều gan hết chân luôn. Rồi, thông số của em luôn. Đặc biệt là cây dáng thú rất là đẹp ha. Cái củ đặt này là 42 nha chú anh chị. Rồi, 42. Hoành cổ là 24. Rồi. 24 hơn tính 24 thôi. Chiều cao là 129. Rồi luôn. Tàn ngang rộng là 95. Rồi. Rồi mã số. Chuột số mấy? 30. Mã số 30 xin giao lưu với giá là 5.200.000 ha. Rồi, 5.200. Rồi, 30. Ok. Tào lao rồi chứ. Chuột cái chuột tào lao. Mẹ nó bao mẹ luôn rồi. Ừ. Rồi mã số 31. Ừ. Mã số 31 nha anh chị ơi. Rồi cây bộ đế rất dữ nha anh chị. Đây, đế lực ha anh chị. Đế lực cây đang chảy xù nha anh chị ơi. Đây. À, bộ đế này anh chị ơi, bộ đế quá dữ dằn luôn. Quá dữ bà con ơi. Đế này là hai lớp đế luôn anh chị, ở dưới là nguyên củ đặc luôn anh chị. Đó, anh chị xem ha, nè đế không có thiếu nha, trên lớp dưới lớp này anh chị xem ha, đế đi xuống không nè, ha. Cho nên là cây là rất là ok anh chị, cứng cáp lắm ha. Rồi thông số của em luôn. Cái này hoành là 35. Rồi. Chiều cao là 1m39. Okay. Rồi mã số 31 em xin giao lưu với giá là 2.700.000 ha. 2.700 bà con ơi. 2.700. Rồi xuống. Rồi ok. Đúng luôn em ơi. 31 là 32 đâu? 32 nè. Này để bằng vậy đi. Dễ không? Bớt quá cần bớt cần người nào không? Thôi bớt người con rồi, đủ rồi. Khang chưa nè, móc chưa đây nha. 1, 2, 3. Cái này kinh xịn nó móc lâu lắm. Cái này là móc sâu nó, gì nè. Đây, mã số 32 anh chị ơi. Đây là một cây lùng lực giót đọt bút băng ha anh chị. Đây. Đế nôm ha anh chị. Cây xù nha. Đây anh chị xem xù nữa ha. Đây. Xù nữa anh chị, xù chảy nữa ha. Đây, nè, anh chị xem ha. Ngay tay luôn nha bà con. Đó, anh chị xem ha. Chảy cục cục ha. Đế nè, anh chị xem ha. Đế bỏ đều bốn mặt luôn, không có chống chỗ nào nha anh chị. Rất là lực ha. Đây, xù chảy tới đế luôn anh chị.
vip. Nè, sầu trứng này ha anh chị. Nè, trứng nè. Nước sầu rất mạnh ha anh chị. À, cây này là chơi lùng lực, chơi bonsai cực kỳ ha anh chị ơi. À, cây này mà chúng chị mình lên demo một cái thôi là thấy là phê rồi. Chưa ra tàn nó thấy phê liền. Rồi đo em luôn. Hoành là 61. Chiều cao là 69. Rồi luôn. Số đẹp quá. Chiều cao đế nôm là 33. Rồi. Đẹp luôn, tiền. Cây này giót đọt là có 15 nha anh chị. Rồi, 15. Tổng hoành đế là 200. Rồi, 200. Em này là 30. Rồi, mã số 32. 32 này em xin giao lưu chúng chị là 17 triệu hả anh chị ơi. Rồi, phí ship sao ạ? Em bao ship nha. Rồi, ok. Rồi, mã số 33 cây tàn. Đây, mã số 33 anh chị ơi. Rồi, anh chị xem qua quận này rồi em báo thông số cho. Cây này là bông đẹp nha anh chị. Rồi, cứ giới thiệu bình thường. À, bông 5 cánh, 7 cánh, bông lớn nha. Bông lớn ha. À, dạ. Này là chiều cao là 3m2. Chiều cao 3m2. Dạ, tàn ngang là 2m2. Ok. Đó. Rồi ấy đi gần lại thì em cho coi mà đo thông số. Cây này là xu nha anh chị. Đây. Này là đây có cục bô xù bú nữa anh chị. Nè. Nè. Đây, này là xù trứng hả anh chị? Trứng. Đầy đủ đồ chơi ha. Ờ. À. Đây là sụ nách hả anh chị? Nè, chảy sụ chân ha. Này u nặng vậy hả anh chị? Phía đây cũng có sụ nè. Rồi, đế này là đế dữ nha anh chị. Tại em chưa môi nha, cây này cây tàn, em không dám môi đế ha. Em mới bướng về hôm qua cho nên em chưa môi đế anh chị. Cô chú chị nhìn thấy xem có bộ đế gì, có gì là biết đế là sao ha nè. Đế nè. Đế đều ha. Đây là anh quạo em mà. Đây cái này thấy nước sụ đây nè. Nguyên cục này sụ hết rồi nè. Rõ không? Đó. Đó, sù ha anh chị, đây sù ha. Nè. Ngay tay nha bà con. À. Để em đo thông số ha anh chị. Hoành là 47 anh chị ơi. Rồi, 47. Okay. Rồi, hoành 47. Thóc thân là có 26 rồi ha anh chị. 26 rồi. Cái này chiều cao là 3m2. Tàn ngang là 2m2 nha anh chị. Rồi, cho bà con lại cắn nữa. Đây. Đây. 33 phải không? Rồi, mã số 33. Rồi, 33 này em xin giao lưu với giá là 19 triệu hả anh chị? Phí ship sao? Em bao ship 200 km. Rồi, 200 cây luôn nha. Dạ. Ở xa thì bên mình thỏa thuận ha. Rồi, ok. Rồi, mã số 33 cũng là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay anh chị. Thì cũng cảm ơn chú anh chị theo dõi clip ha. Chúc anh chị dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý. Em xin kính chào và hẹn lại. Rồi, tạm biệt ha. Rồi, tạm biệt hẹn lại bà con ơi. Bãi kiển chỗ anh Tám ở khu vực Sơn Nhân Đạo, thành phố Cần Thơ ha. Bà con ưng ý ngày nào thì chúng ta có thể gọi cho anh Tám để giao lưu với những cây mai chơi tết thành phẩm thôi có. Rồi, hẹn gặp lại, cảm ơn rất là nhiều luôn.